nói về người lính Việt Nam Cộng Hòa thời xưa, chúng ta đã trải qua những giai đoạn chiến tranh và những người chiến Cộng Hòa đã đóng ở những nơi rừng cao vút đó để giữ gìn quê hương. Nói về một người lính tiền đồn xưa, đánh thức sau đây. Đại đặng chàng tranh khuê niềm âu thơ.
vẫn chưa ôm đôi đời gặp xin một giây phút mơ thôi nàng viên anh nhỏ bé giữa đêm đau buồn là được dương gian và xuân thắm đầy cảm ơn anh Quốc Lợi rất nhiều. Tiếp tục xin mời tiếng hát anh Thành.